Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay đi vào xã biên giới huyện vùng cao. Hiện đây thì quay luôn cho mọi người xem cây táo gai nghìn quả và cả cây trường thọ. Đây. Nhiều chít chít mọc đầy đường. Chín vàng rực rỡ đỏ rực. À, từ nãy giờ ăn hơi nhiều ấy. Không biết có vấn đề gì không? Ủa, chín đỏ đẹp nhỉ. Mình có túi hay hái ít mang về. Ủa, quả bé tí hái làm gì, tưởng là to, nhìn bé tẹo teo. Chín này sắp rụng hết rồi này, chín gọi là giờ này là chín thâm rồi chứ không phải chín đỏ nữa Này mà có kéo nhỉ. rồi. Đây là anh em vùng biên này. Đây là đi đâu, biên giới, sát giáp biên giới luôn đấy. Mọi người ở đây này. Đấy, mọi người chào nhau bằng cái gật đầu. Cây này là cây dương xỉ đúng không? Đây là cây này không có quả này. Quả bé mà hái bao giờ mới được túi. Quả này thì hái cũng nhận là lâu thật. Quả này quả trên rừng thôi mà. Ở đây có cả đồi luôn nhỉ. Chỗ nào cũng có. Chụp gần thì cứ tưởng là quả to nhỉ. Hóa ra bé tí. Ủa trên này còn nhiều nữa. Tí trên này còn đầy. Đây anh có này. Khắp nơi này. Đây này. Đỏ rực cả một khoảng đồi này. Đây còn nữa này. Ủa trên này còn đầy. Đây này. Cả một đồi táo gai giáp biên giới này. Đầu tiên xem ở trên mạng thì cứ nghĩ là quả nó to. Nhưng mà thực chất thì chỉ bằng cái này chắc bằng hạt đậu xanh. Đúng chính xác, ăn có mùi vị quả táo nhưng bé lắm. Sai chữ đây, xem trên mạng. À, cái táo gai ở Đài Loan ấy, người ta trồng làm cây kiểng, cây cảnh. Nên thực chất cây mọc đầy mà ăn ngon mà nhỉ. Đây đây còn cây nữa này. Đây nhiều, ô ra còn nhiều cái cây nhiều sai hơn nhỉ. Đây quay quay ra đây không này. Ê, đây này. Cây này mọc bé còn đầy đường. Còn cây nữa, cây này sai. Cây này còn sai hơn này. Đây này. Chính là đây. Ui, mọc khắp nơi thì có vẻ mọc khắp nơi đây. Cây này quả chín thâm mà. Nhìn. Thử ăn quả này xem. Ăn này đúng là vị của táo thật. Nhưng mà rất là nhiều gai. À, vào thực tế xem. Đây còn cây này nữa. Nhiều lắm. Đây này. Nhưng mà chỗ nào mà càng ánh nắng thì quả này càng nhiều. Đây. Đây này. Ủa, mỏng nhiều lắm. Đây khắp đây này. Ở đây có một vườn. Cái này cứ nghĩ là quả nó phải to bằng ngón chân cái hoặc ngón tay cái cơ. Vào thực tế thì quả bé bằng ý. À, đến đây dừng video, tí quay ra đằng kia quay tiếp
hàng rào biên giới cho mọi người xem. Hàng rào biên giới ngay đây này. À kia kia, đứng đây nhìn thấy đây. Quay luôn cho mọi người xem cái hàng rào biên giới đứng ngay đây. Đây. Đây nhá. Zoom lại chút. Hơi xa một chút. Đây là hàng rào này. Đấy, ngay trên đầu này. Hôm nay tiện vào nhà A Páo ăn nhà mới. Đi quay luôn cây táo gai cho mọi người cùng xem.